Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh Long An sẽ đồng loạt tự trường năm học mới 2020-2021 vào ngày 3 tháng 9. Lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9. Ở bậc mầm non và tiểu học, học kỳ 1 kéo dài từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 8 tháng 1 năm 2021. Học kỳ 2 kéo dài từ ngày 10 tháng 1 đến 20 tháng 5 năm 2021. Ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 9 tháng 1 năm 2021. Học kỳ 2 từ ngày 11 tháng 1 đến 21 tháng 5 năm 2021. Riêng giáo dục thường xuyên, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 26 tháng 12 năm 2020. Học kỳ 2 từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 29 tháng 4 năm 2021. Học sinh các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021. Long An cũng dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh các cấp là 10 ngày, từ ngày 7 tháng 2 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức 26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng âm lịch.